Trở lại với kênh của Tài nha. Ở đây thì mình thấy anh Ráp với cô tới nè, có một bức hình. Chào anh Ráp. Anh từ chở cô từ đâu tới anh Ráp? Chợ Bún Thủ Đức hả? Bình Dương hả? Wow. Wow wow. Cô lấy cái tấm hình đẹp dữ ta. Cô chú Vũ Linh đẹp trai nha. Rồi anh chở cô đợi cô về luôn hả? Đúng rồi. Ôi. 30 cây đó chứ ở đây 30 cây. Mình cô đi trong app hay sao các anh? Đi ở ngoài á. À. Anh có thể tiết lộ được bao nhiêu tiền không? Tính bản cây có 5.000 á, đi về là 60 cây á. Là 300.000 bạn. 300 ok. Để mình biết coi cái khán giả mình có đi xa xôi tốn tiền này kia nọ rồi thôi anh. Ha. Chứ không có ý gì. Tính cây có 5.000 bạn. Dạ dạ dạ. Thì anh đợi một lát nữa cô sẽ cho thêm mà. Rồi anh ngồi đây chơi ha, hoặc là vô viếng cậu luôn. Vô chơi. Dạ viếng cậu luôn, viếng cậu Năm Vũ Linh luôn. Quá tuyệt vời luôn. Anh Lương cho em coi cái hình cái anh Lương. Đâu? Ồ hình đẹp quá cô chú anh chị. Ồ hình lúc này cậu lúc trẻ hay sao á? Đẹp quá. Tay còn đeo đồng hồ rồi. Quá đẹp luôn. Đây hình đây. Cái tấm hình này là chống nước nè. Trong tấm hình này chống nước nè Thảo. Bằng chất liệu gì mà chống nước luôn? Chống nước luôn. Y như tấm hình của bé Thảo ở quận 12 vậy á. Quá đẹp luôn. Ồ đây có bé nhỏ nữa nè. Dễ thương nha. Hello. Chào con. À đi. À đi. À đi. Tấm mới luôn à. Hello. À, mình tháo bọc đi, tháo bọc đi. Tháo bọc chưa? Không. Tháo bọc giùm cô luôn. Thôi mình hỏi cô đi đã. Cô chơi đúng không? Mở bịch ra. Mình phụ cô xíu. Là giờ cô muốn gì? Đây là tấm hình mới của mới. Quá đẹp luôn. Hôm nay là ngày 48 của cậu Năm Vũ Linh cả nhà. Khán giả đến đây rất là đông nha. Ở Bình Dương đây, ở chợ Bún gì á. Chợ Bún Bình Dương gì đó. Cô đem theo hoa nữa. Nó. Cô có định ngày mai vô một chứng nhận không? U đẹp quá, tháo bọc ra rồi nó rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Dạ. Tháo bọc ra cái đầu nó sáng lên nó cái này là chống nước được anh. Ở bên ngoài thì nó có cái viền inox nè. Nhìn nó sáng nó đẹp quá. Cô lấy cái hình này của cậu lúc trẻ. Em mới quay lại phần mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh đây. Đây nè, đây nè, phụ cô mấy cái này nữa nè. Đây. Đây. Em xin kính chúc ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng 1.000 trái tim hâm mộ anh nghệ sĩ của nhân dân Vũ Linh, có một mình em hâm mộ anh nhất trên thế gian này, có mình anh Năm Vũ Linh. Gì đây? Ca cải lương Hồ Quảng hay nhất em cảm thấy trên thế gian này, không ai ca hay bằng anh. Em thích giọng hát tài năng của anh ca giọng cổ ngọt ngào, anh ca bài bản cũng hay, anh ca sương chiều tú anh cũng hay, giọng ca anh ngọt ngào như đường phèn, anh luyến lái giọng ca truyền cảm xúc cho khán giả, anh ra đi mãi mãi muôn đời thương tiếc anh nghệ sĩ Vũ Linh. Em chúc anh kiếp sau anh vẫn sẽ là một nghệ sĩ nữa để hát cho khán giả xem. Đó, quá hay luôn cả nhà. Đó, đây nè, mọi người thấy tấm này chưa? Cô Lợi. Chợ Bún Bình Dương hả cô? Quá đẹp luôn. Ôi, cô chuẩn bị cụ băng keo luôn hả? Cô cầm bảo bông, cô chụp hình cái làm lưu niệm cho chú, cô đứng sát bên kia vô cô. Đó. Dạ đẹp lắm cô. Đẹp lắm rồi. Đẹp lắm. Trời ơi, quá dễ thương. Có tấm lòng vừa hoa mà vừa đem di ảnh lên nữa mọi người. Kính viếng anh Năm nghệ sĩ của nhân dân luôn cả nha. Quá đẹp luôn. Hầu như là thấy ai viếng tặng của cậu Năm Vũ Linh đó đều là ghi là nghệ sĩ nhân dân ha. Đó, tại vì đúng rồi, nhân dân mến mộ quá. Cô làm bức hình này lâu không cô?
là mình đặt lên tầng nó mới làm cho mình xong đó hả? Bức hình đẹp đi ha. Cái chỗ này làm đẹp nè con, cái khuôn mặt con thấy là nhìn thấy giống như sáng ra. Bức hình này là chắc có lẽ là đắt lắm nè. Hay là cô tự con dọn cái tấm hình này. Cô sưu tầm ở trong cái điện thoại á. Dạ. Này chắc hình lúc trẻ cô à. Hình này lúc cậu Năm lúc trẻ nè, quá đẹp luôn. 30 tuổi ha. Đi cô hay đi hát ra quán tài tử á, cái dạ. Cái ai mà đi vô chấm vô ha, thích á. Dạ. Rồi cái cô mới bấm thử cái hay sao mà Vũ Linh quá chừng cái coi. Dạ. Cái tấm ảnh quá đẹp luôn. Thì cô ơi, cô hay gần ca hát ca tài tử, chắc cô hát hay lắm ha. Thì Trúc Hân hát cho Vũ Linh. Dạ, dạ. Cái bài mà hồi xưa mà Vũ Linh hát tiếp anh sang cặp hàng đất quê là dạ. Cái đoạn đó, đoạn của dạ. Ngọc Quyền với Vũ Linh ca đó, dạ. Là Tiết Linh Sang cộng bằng quê dạ. là Ngọc Quyền Vũ Linh ca chích đoạn là cô dạ. đã hơi cô hát dạ. với Văn Thiên Tường nữa, cô hát cái điệu Văn Thiên Tường rồi ai mới nhạc đó. Cô bỏ bó bông xuống đi rồi cho nó khỏe rồi bây giờ cô. Wow, cô đem bánh xong quýt hả cô? Xong quýt với lại có mai cô à, chắc cô coi cái clip đúng không? Coi clip chị Loan nè, cô biết cậu thích ăn phô mai con bò cười với lại bánh xong quýt nè. Có bà số anh nữa nè. Bà số anh hả? Wow. Wow. Chú đáo quá cả nhà ơi, bữa nay là ngày 48 của cậu rồi. Ngày 48 à. À. Bây giờ hiện nay hôm nay thì cô tới là để viếng tặng một cái di ảnh nè, bông nè, bánh nè, và một lát nữa cô hát tiễn cậu Năm luôn. Nén hương của cô Lợi cả nhà. Thấy không? Cô Lợi nha. Luôn đi. Cô Lợi ở Bình Dương, chợ Bún Bình Dương rồi. Rồi mình dàn dài luôn cô. Rồi phù hộ cho cô làm ăn. Cô là làm nghề gì cô? Cô có thể chia sẻ cho mọi người biết không cô? Cô với Bún cô bán vé số. Bán số. Nhưng mà cô cũng mà hâm mộ lắm cô. Cô mới để dành tiền cô làm hình cô đem bên đây. À cô bán vé số. Rồi nếu mà không hỏi thì không biết luôn á. Cảm động quá cả nhà. Cảm động quá. Cô bán vé số mà để dành một tiền ngày lời có bao nhiêu đâu mà làm bức ảnh một tuần mới có nha. Tấm hình này cũng có tiền đó nha. Tấm hình này là anh nghĩ là đắt đó. Khang cũng tưởng lời có nhiều đâu, ví dụ mình bán 500 tờ lời 500 ngàn mà biết bao nhiêu ngày mới được 500 ngàn đó. Đúng rồi, 500 tờ bán mệt lắm đó chứ. Dành tiền để làm bía đó hơn cô. Đúng là tấm lòng cao quý cao cả luôn á, mình không bằng cô luôn á. Bánh bía ngoài xe anh ráp hả? Bánh bía nữa cả nhà. Bánh bía nữa. Thấy là phô mai rồi bánh bía. Rồi một lẵng hoa, rồi thêm sự tấm ảnh, mà tấm ảnh là phong cách tâm lý nha. Cô vẫn mang theo cái chung màu lẫu để đó mình. Cái mà cô lựa cái tấm ảnh này rất là đẹp luôn ha. Với mọi người đây là một bánh bía chai luôn kìa. Rất là tình cảm luôn. Đi một tờ giấy số lên cũng không thấy ngày chắc chắn được bao nhiêu tiền. Có lẽ là cô xem cái clip của chị Loan á, nói là chị Loan thay đổi. Chị Loan nó không phải không có nói là cậu Năm thích phô mai mà là thay đổi món, thay đổi cho món cho cậu đỡ ngán thôi. Cô có lẽ là thấy được cái clip của anh em mình ở quay ở đây á, nên cô đem phô mai con bò cười với lại bánh xong quýt và có bánh chay nữa nha, bánh bía chay nữa. Hay quá. Cô không có tù nhiều nhưng mà cô hiến. Cô bán vé số nha cả nhà. Cô bán vé số ở cái gì ta? Chợ Bún hả? Chợ Bún Thủ Đức. Bán vé số. Nể phục cô quá. Lát đây là cô sẽ trả cho chú Vũ Linh cũng như người hâm mộ khắp đúng rồi đúng rồi. Thế giới mua chai. Mua chai. Nước cái này là nước đổ ra. Dạ, nước cô muốn thay thì cô lấy cái nước đó cô tưới cây đi rồi cô chế nước mới vào. Đây là tấm lòng của cô, nước đó cũng nãy giờ cũng lòng đổ vô chậu hoa. Đúng rồi, dạ, rồi mình thay nước mới rồi cô. Nước đó nãy giờ cũng cúng lâu rồi, quá tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Cô sẽ chia sẻ trên tấm ảnh có nội dung những cái dòng chữ là những cái tình cảm yêu thương và mến mộ của nghệ sĩ Vũ Linh. Chú là bây giờ bánh rồi, chắc là trang quý luôn, hoa quả rồi đầy rồi mọi người ơi, tình cảm mọi người hâm mộ lúc nào cũng với chú là số 1.
không thay đổi ha. Tuy là cũng đã 49 ngày, ngày mai là chính thức 49 rồi. Đến nay là 48 ngày rồi. Mai 49 ngày. Ngày mai mình lên nhiều khi có gia đình nghệ sĩ mình cũng không. Dạ dạ. Mình cũng sợ. Dạ. Dạ. Sợ gì cô? Sợ đông người thôi. Đông người ha, đông người. Con hỏi một câu này hơi tiếng nhị tí xíu nha cô. Con thấy cô bán vé số mà sao đeo vàng nhiều quá vậy con? Thì cô để dành tiền, cô sắm tiền đó, giờ làm hình cô cũng để dành tiền nha. Ý là con hỏi cô là đại lý hay là cô bán vé số hả cô? Cô cũng chân thật cả nhà nên có sao nói vậy. Nhưng mà em chăn quý cái điều của cô là nói chung là cô lên trên này là cô mang đầy đủ luôn đó, nước nè rồi nhang, mang nhang theo và bánh chưa chắc gì người giàu mà làm được như cô đâu. Cô là cô mang đầy đủ theo cái nghi thức lễ cúng luôn anh. Dạ. Em thấy là đó, nhang cô mang theo luôn. Chị vào đi, tụi em không quay. Dạ. Chị nói là chị chờ nãy giờ mất rồi. Rồi, 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 rồi. Rồi. Rồi em không biết. Cô đang ngồi mấy lần rồi đó. Đó. Em đó. Em là khán giả. 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 Năm 90 tới giờ, lúc mà em mới có 18 tuổi là em đã thăm anh rồi. Anh về anh hát ở sông bé 1, mà sông 2, sông 3 gì, tất cả là ở sông bé là em đã thăm mộ anh rồi. Rồi anh hát ở trên TV Trần Thành. Rồi anh hát cái tình xa cầu phần đi quê, anh hát phần đi quê phá học viện trận, anh hát tuần xa quên đi xứ. Với thằng nữ dân ngũ định kỳ, với tuần trăm ba mai, dự án bữa đời. Vụ án Mã Ngu, cái lại Lưu Xuân Bác Chụp Anh Đài. Cô nhớ hết tất cả luôn rồi cả nhà. Cô nhớ rất là rõ luôn ha. Anh hát tuần cứng luôn, cứng luôn. Anh hát tuần mà Si Tình nữa. Rất là hay. Cô nhắc từng bài hát, từng cấp Si Tình. Cô anh, thuộc luôn bài hát của chú luôn á. Đúng rồi, đóng Phượng Hằng với Thanh Hằng. Anh đóng rất là hay. Nói chung là anh hát tuần nào cũng hay mà. Anh hát tiếng ca lên là hay. Em rất hâm mộ anh từ năm mà em 18 tuổi cho đến nay là lúc anh mất đó là ngày anh mắc ngày 5 tây tháng 3 là em đã xuống nhà anh là em trên là trên bàn của ba là em xuống với em không còn xem để em xem hát lên nữa nha, đông quá rồi sáng hôm sau là chín tây ba là vô đi lên đây anh đưa anh cho đến ngày hôm nay là 2 tháng. Cái này gọi là bánh gì cô? Đó là bánh hỏi, con bánh đeo, bánh bèo, bánh bèo, bánh bèo, bánh bèo, bánh bèo. Bữa nay cô lại không có rảnh, cô có làm. Cô ở gần đây không cô? Bánh gì cũng có. Cô giáo này nè, cô Nam á, bữa không có. Dạ, dạ, con biết rồi. Dạ, dạ. Cô chủ nhà, cô Nam. Thì là cô cũng xuống mấy lần rồi ha. Cô là chủ nhà hàng Phương Nam hả? Quá, để chủ nhà hàng xuống được. Cô xuống mấy lần bánh tét không đều. Hôm nay là bánh bèo. Khi bữa nào làm bánh tét không đều đem với biếu lên thằng đâu. Cho nó ừ. Làm cô làm. Dạ. Cảm dạ. Ơn cô. Cảm ơn cô à. Cảm ơn cô. Cô làm rất là tình đô. Đâu bánh tét hột đều sao cho em thấy cái coi. Bánh tét hột đều á. Lần lạ lạ luôn á, nghe lạ lạ quá. Nghe lạ quá. Ờ nhà cô là gói vô cái bánh hột đều giờ mình để chưa cái này là chai, bánh chai. Bánh chai hả cô? Bánh chai. Giờ mình để đâu? Dạ bây giờ mình phải dời qua đi. Giờ cái này xích vô. Bây giờ để lon bia lên đi. Ủa cái bánh gì vàng vàng ngộ ta? Bánh thuận đó con. Bánh thuận hả? Đây. Cái cảnh này em giờ. Ủa vì sao là cúng cho bánh thuận cúng ha. Bánh gọi là bánh cúng đó con. Hộ cho chị Heniken hả? Z luôn, có thuốc Z luôn cả nhà, thuốc Z nha, Heineken, thuốc Z. Cái gì đó, xăm bổ lượng hả? Bổ lượng luôn, rồi vừa không chị? À, xăm bổ lượng cho mát, đầy đủ lễ luôn.
ông chủ luôn nữa, còn ngon hơn nữa. Cô lấy nhang đây rồi, có hộp quẹt nè con. Quá tuyệt vời. Hôm nay ngày 48 của cậu đông khán giả tới. Còn còn cái này nó còn nữa hả? Còn còn. Cái gì vậy? Bánh khọt hả cô? Cô làm luôn hả? Không, cô mua không. Cô mua hả? Cô nói đúng. Rồi để con dẹp chỗ cho cô. Nãy ba về nó nói rồi cái hàng con để chồng anh làm nhà hàng, nó kêu để nó nấu nó làm đồ ăn cho ngon xuống cho tụi em ăn mà nhưng mà nay đám bữa nay không bán trển giờ lu bu trển giờ lu bu tình lắm hết trơn. Lu bu mà cô vẫn nhín thời gian xuống đây luôn cả nhà. Dự định là làm cái gì để cho tụi em chị. Nói chung làm đủ món giống như đã đám cưới làm đủ món thì cũng sao sắc đi ơi. Ủa chị áo đỏ là cái gì với cô? Em hả? Em gái cơ hả? Ruột luôn hả? Ôi, quá trời quý luôn. Ủa cái hộp quẹt đâu rồi trời? Đó cái hộp luôn. Đây hộp quẹt đó. Em gái của cô, chủ nhà hàng Phương Nam. Ngon quá cả nhà. Bánh tét hạt điều, bánh thuẫn. Rồi bánh khọt. Cái gì đó, cái này là cái gì nè? Bánh hỏi. Cái này bánh hỏi phải không cô? Còn có cái này là cô làm nè. Cô bánh hỏi đúng không cô? Cái này bánh hỏi. Bánh hỏi. Còn bánh này bánh gì? Cái này chai nè. Bánh gì chai vậy? Cái đó đồ chai. Đồ chai. Đúng luôn nha. Chị phải nói mời cậu hay gì chị nói không nói rồi, giấy nãy rồi, nói rồi. Không biết rồi. Không biết mình cũng ăn chơi sao đâu. Chị vui tánh đó mọi người. Là chắc có lẽ là chị xuống mấy lần rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ xuống mấy lần rồi? Nó xuống lần đầu với lại cô ấy. Dạ. Bữa hổm cô đi 2 lần rồi không? Cô đi 2 lần rồi. Bữa em quay em nói chị hồi đó chị đi với thân Ngân qua nhà ổng đó. Dạ. Nhớ rồi. Cô đốt vô trong kia nó dễ rồi, trong cái cây đằng sắp đằng cây. Mới nhớ mà. Đâu, chị cái nhớ mặt bên trong cái nhớ mặt của đúng không? Chị Thanh Ngân. Đúng rồi. Có tiếng rồi đó. Dạ. Cũng yêu quá. Dạ. Giờ nó đi ra ngoài chị. Nó đi chơi rồi. Chị ấy là cũng là bạn. Bữa nào cô rảnh cô làm mình cái hương nha cả nhà. Có nhiều kỷ niệm ghé nhà của chị là bạn của nghệ sĩ Thanh Ngân. Chị là Phước Hòa nha. Dạ, rồi để lại không gian riêng tư cho chị cúng cả nhà. Mẹ chủ nhà hàng. Xin tấm hình vậy đây. Mình giấy ông được biết. Cái này cũng là em và bạn nghĩ nha. Cũng ngày xưa cũng trò chuyện. Uống bia hút thuốc đi nha anh Năm. Uống bia lon bia này chắc không xỉn đâu. Mình tháo cái bánh khọt ra chị. Bánh khọt. Mình không ra. Rồi anh ăn bánh tét chai đi. Tét hạt điều chai. Cô cầu nguyện cô gái rất là chi tiết luôn cả nhà. Bữa nay là 48 ngày của cậu rồi, thời khắc rất là quan trọng. Dạ ngày mai 49 đó cô. Mai 49 nha. Dạ. Hôm nay và ngày mai là cái thời khắc quan trọng nhất của cậu. Nên mọi người tới đây hồi hướng sáng giờ rất là nhiều. Ngày mai cô có rảnh thì cô xuống nữa ha cô ha. Cô là làm mọi thuốc rồi. Cô đang tiếp tay đây. Cô chú đi thuốc người. Bây giờ là cậu đi là bây giờ. Ồ bánh khọt ngon quá nè. Nhìn cái màu vàng rất là đẹp luôn bánh khọt nè. Giá mua được. Không à, không có dạ. Cô không có làm dạ. Được. Dạ. Tấm lòng của cô là quý rồi cô. Mấy anh em tuber cực khổ tới đây thì chị ráng chị làm nè, mai làm ngon cho mấy anh em rồi xong mình rủ đi anh em rồi mấy em út được trưa nhậu luôn. Đúng không? Dạ. Mình cúng xong rồi mình bày đây mấy chị em mình nhậu. Dạ. Dạ. Hết chịu nhậu lắm. Cô không biết một tại vì sau cậu. Lại 49 ngày này á thì bên cậu Thành cũng nói là cấp chạy đây là cũng có thể là ngồi đây ăn uống đồ chơi thì mình mà chắc là đồ chơi chứ không có làm đồ mặn không. Dạ không, sau 49 không. Ngày là bắt đầu cậu sẽ ăn mặn lại rồi. Ủa còn mình cúng gì cúng? Dạ. Mình cúng gì mình cúng, mình có lòng mình cúng gì cúng chứ. Lòng mình cúng gì cũng được. Cúng gì cúng chứ không phải là cúng đồ mặn mấy em ăn nữa em không ăn chay được. Em nói thầy, tu tâm chứ không có biết ăn chay đâu. Mình ăn mặn mà mình không làm ác được. Giờ cô phải chạy qua đám dỗ nè. Dạ. Nhà thằng em. Dỗ ở đâu cô? Bên Hưng Hòa nè. Dạ. Chạy về nhà phụ. Cô rất là bận luôn mà cô vẫn nhín thời gian. Ăn nhất là thịt gà đó. Cô có làm gì có món gà là con thích à. Thì sao là có. Bữa có gà gỏi gà đó. Luộc làm lá chanh nó ngon, ăn giống bất kỳ á. Mốt đi cho nó rải ra đi. Mốt nha con.
Cô chính tay cô làm luôn hả cô? Thì nếu mà cô làm thì tự tay cô làm. Trời quá tuyệt vời luôn, ngày mai sẽ được thưởng thức là cái món mốt hả? Mốt. Ngày mốt hả? Nhà cô có gà có dịp sẵn hết. Dạ, vậy là ngày mốt được thưởng thức cái món gà của cô làm rồi. Ủa trời ơi, sao vậy? Ôi, vậy? Trời ơi, lại bẻ lại à? Ờ, tội dữ rồi trời. Chúng ta lại năm đồng quà đi lại đây lại nè, lại đây nè, không đằng ngoài lại. Sợ. Ông lại mà ông nằm xuống luôn. Lại xong nằm luôn rồi. Thành tâm đó gọi là thành tâm á. Con quỳ xuống đây nè. Quỳ xuống. Đúng rồi. Lại ông đi. Quá tuyệt vời. Cô dạ, thì đó là những cái gì mà chia sẻ của các cô chú anh chị đến sáng hôm nay. Hy vọng là cô chú anh chị yêu thương em, đăng ký kênh cũng như là like, chia sẻ video ha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video mới của em ha. Xin chào cả nhà.